các anh chị, đúng là biến nguy thành cơ, nhiều người rất hay. Trong đại dịch Covid-19, nếu cả nước quằn mình chống dịch, đau khổ vì dịch, những linh hồn hiện nay còn cựa quậy trong những container đông lạnh đòi lại sự công bằng, thì có những người kiếm tiền rất dễ dàng, những nhóm lợi ích kiếm tiền rất dễ dàng và nhìn thấy cơ hội để kiếm tiền trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là vụ Việt Á. Rồi trong vụ chuyến bay giải cứu chúng ta thấy cũng vậy. Rồi Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai hay nhiều vụ án khác nữa cũng vậy. Và hôm nay chúng tôi xin trình bày một vụ việc cũng tương tự để cho các anh chị thấy rằng cách mà người ta lấy tiền một cách dễ dàng trong việc chống dịch. Đó là vụ án Việt Á liên quan đến Học viện Quân y. Có hai sĩ quan cấp tướng và thuộc cấp tại Học viện Quân y đã nhận 7 tỷ đồng tiền hoa hồng từ công ty Việt Á. Theo nội dung vụ án sẽ sắp được xét xử và cáo trạng đã được thành lập, trong các bị cáo có 4 người là cựu sĩ quan Học viện Quân y, gồm Hồ Anh Sơn, thượng tá, cựu phó giám đốc Viện Quân y, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự Nguyễn Hiệu, Nguyễn Văn Hiệu, đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, Ngô Anh Tuấn, thiếu tá, trưởng phòng tài chính, Lê Trường Minh, thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược. Có nghĩa là có những vị tướng dính trong vụ án này và cũng nhận tiền một cách vui vẻ nhưng lại không bị ra tòa. Chỉ có cấp tá ra tòa mà thôi. Còn cấp tướng nhận tiền, có nhận tiền vui vẻ, nhận tiền không từ chối là gì hết. Không biết từ chối là gì hết. Mà tại sao phải từ chối phải không? Cuối cùng thì đồng tiền mà. Ai đâu có ăn hay là mà cưỡng lại được trước cái đồng tiền. Mà đồng tiền nó quá dễ dàng nữa. Cuối cùng thì trước đây thì theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương có 12 quân nhân liên quan đến vụ Việt Á. Nhưng hôm nay cáo trạng thì chỉ ghi nhận là có 4 người phải ra tòa mà thôi. Trong 12 quân nhân đó có những sĩ quan cấp tướng và có những ông tướng cũng nhận tiền như thường. Nhưng mà họ không phải ra tòa. Chỉ có 4 người phải ra tòa là cấp tá thôi. Gồm Hồ Anh Sơn, thượng tá, cựu phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Nguyễn Văn Hiệu, đại tá, cựu trưởng phòng trang bị vật tư, Ngô Anh Tuấn, thiếu tá, trưởng phòng tài chính, Lê Trường Minh, thiếu tá, cựu trưởng ban hóa dược. 3 bị cáo còn lại gồm Trịnh Thanh Hùng, phó vụ trưởng vụ các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, Khoan Quốc Việt và Vũ Đình Hiệp, lần lượt là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Việt Á. Cũng theo cáo trạng, năm 2020, Covid-19 bùng phát lên Bộ Khoa học và Công nghệ giao Học viện Quân y nghiên cứu kit test kinh phí hơn 18 tỷ đồng. Bị cáo Hồ Anh Sơn là chủ nhiệm đề tài. Do Trịnh Thanh Hùng yêu cầu, bị cáo Sơn đưa công ty Việt Á vào cùng nghiên cứu. Kết quả kit test của Việt Á do Hồ Thị Thanh Thủy, vợ Phan Quốc Việt nghiên cứu có chất lượng tốt hơn sản phẩm của Học viện Quân y nên được đem đi thử nghiệm và được Bộ Y tế cấp sổ lưu hành tạm thời vào tháng 3 năm 2020 để được cấp lưu hành chính thức. Sau đó Việt sau đó chỉ đạo cấp dưới biên soạn thể hiện Học viện Quân y đồng ý cho Việt Á được toàn quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được in logo Học viện Quân y lên sản phẩm. Bộ Y tế sau đó chấp thuận cho công ty Việt Á được lưu hành sản phẩm kit test chính thức. Như vậy, sản phẩm nghiên cứu bằng tiền nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ làm chủ sở hữu đã bị chuyển thành sản phẩm của công ty Việt Á để doanh nghiệp này bán thương mại khi được Bộ Y tế cấp phép. Phan Quốc Việt cảm ơn Trịnh Thanh Hùng bằng 350.000 USD, khoảng 8 tỷ đồng. Sau đó, tức là họ ăn tiền từng cục như thế ngon lành. Tại buổi dịch bệnh dễ kiếm tiền lắm, dễ lấy tiền từ ngân sách ra lắm. Cái gì chính phủ cũng phải mềm hơn trong các thủ tục, tại vì dịch bệnh gấp mà, cứu bệnh như cứu quả, không còn cách nào khác. Và các nhóm đó lợi dụng việc đó, họ lấy từng cục như thế, nhưng họ cũng không chê tiền lẻ các anh chị. Họ ăn từ khoản tiền khổng lồ như thế cho tới những cái tăm bông họ ăn luôn nữa. Cũng trong năm 2020, Phan Quốc Việt đề nghị Hồ Anh Sơn đi mua tăm bông và các ống môi trường về bán cho công ty Việt Á để doanh nghiệp này bán lại. Sơn sẽ được hưởng toàn bộ lợi nhuận từ việc này. Sơn đồng ý và chỉ đạo cấp dưới đi tìm mua các ống tăm bông trên địa bàn Hà Nội rồi đóng gói chuyển cho công ty Việt Á. Trên nhiều sản phẩm, Hồ Anh Sơn còn đóng logo Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y. Khi nhận hàng từ Sơn, công ty Việt Á bán lại cho một số cơ sở y tế nhà nước hoặc bệnh viện tư nhân, thu tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.
trừ các khoản thuế, số tiền còn lại hơn 3,1 tỷ đồng được Việt Á chuyển lại cho bị cáo Sơn. Cơ quan cũng xác định trừ các chi phí hợp lý, bị cáo Sơn được hưởng lợi 2,1 tỷ đồng qua việc làm ăn với Việt Á. Là Việt Á làm ăn xong như thế thôi, làm toàn bộ đúng nhiêu tiền thì đem giao cho anh Sơn hết, còn gì nữa phải không? Chưa hết thưa anh chị, cơ quan tố tụng quân sự xác định Học viện Quân y mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á với giá cao trong quá trình chống dịch tại Bắc Ninh và Bắc Giang. Tức là ông ngoài việc nghiên cứu công trình là lại lấy một cục rồi ăn tăm bông, cục nó nhỏ nữa, cục lớn rồi cục nhỏ. Bây giờ tới khi được Bộ Quốc phòng chỉ định đi cứu giá dịch bệnh ở hai địa phương là Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh thì mấy ông này vẽ ra từng cục tiền nữa để lấy. Học viện Quân y mua kit xét nghiệm của công ty Việt Á với giá cao trong quá trình chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Do được giao nhiệm vụ về Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch nên Trung tướng Đỗ Quyết, cựu giám đốc Học viện Quân y ký văn bản đề nghị được Bộ Quốc phòng đồng ý dùng hơn 72 tỷ đồng để mua 220 bộ kit. Tuy nhiên bộ Học viện Quân y không đấu thầu theo quy định mà tiến hành mua chỉ định thầu từ công ty Việt Á với giá hơn 9,5 tỷ đồng, cao hơn 2,2 tỷ so với báo cáo gửi Bộ Quốc phòng. Tháng 7 năm 2021, Học viện thanh toán hơn 5,1 tỷ cho công ty Việt Á và lúc này các bị cáo Phan Quốc Việt, Vũ Đình Hiệp tiến hành chi hoa hồng cho các nhóm sĩ quan. Trong đó bị cáo Hồ Anh Sơn nhận 344 triệu, Ngô Anh Tuấn 148 triệu, Nguyễn Nhân Hiệu 492 triệu. Bị cáo Hiệu sau đó đưa cho Thiếu tướng Hoàng Nhân Lương, Phó Giám đốc Học viện 50 triệu và nói quà do các công ty bán hoặc tư y tế bồi dưỡng. Cũng trong năm 2021, Học viện Quân y được cử đi chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, tức là họ đốt quả ở Bắc Ninh, Bắc Giang xong rồi, sau đó thì được cử đi chống dịch thành phố Hồ Chí Minh và cũng nghĩ ra một cái kế tương tự để lấy thêm một cục tiền nữa. Cũng trong năm 2021, Học viện Quân y được cử đi chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh nên đã đề nghị được Bộ Quốc phòng cho dùng hơn 17,5 tỷ đồng mua 390 bộ kit của công ty Việt Á. Sau đó, giá trị hợp đồng được nâng lên tương ứng với 32,2 tỷ, cao hơn 14,6 tỷ so với báo cáo gửi Bộ Quốc phòng. Sau đó, Vũ Đình Hiệp trong vai trò Phó Tổng Giám đốc Việt Á đã mang hơn 3 tỷ đồng tiền hoa hồng đưa cho bị cáo Nguyễn Nhân Hiệu, cho Ngô Anh Tuấn 921 triệu. Nhận tiền từ Việt Á, bị cáo Hiệu chia lại cho Hồ Anh Sơn hơn 2 tỷ đồng, cho Trung tướng Nguyễn Quyết Lượng, khi đó là Phó Giám đốc Học viện 200 triệu, Thiếu tướng Hoàng Nhân Lương 100 triệu, Ngô Anh Tuấn 300 triệu đồng. Tổng cộng, Vũ Đình Hiệp đã chi hơn 7,1 tỷ đồng hoa hồng cho các nhóm sĩ quan Học viện Quân y. Sau khi vụ án được khởi tố, Trung tướng Nguyễn Quyết Lượng và Thiếu tướng Hoàng Nhân Lương đã nộp lại số tiền đã nhận. Bị cáo Hiệu cũng đã báo cáo Trung tướng Đỗ Quyết và Ban Thường vụ Học viện rồi nộp lại 400 triệu đồng, gồm 300 triệu đồng do bị cáo Ngô Anh Tuấn trả lại. Như vậy chúng ta thấy rằng, thưa các anh chị, trong vụ án này, trong vụ án Việt Á phần Học viện Quân y, chúng ta thấy rằng Học viện Quân y đã chiếm đoạt tiền như thế nào cùng với Việt Á, tức là việc lợi dụng dịch bệnh, họ có từng bước đi và không từ bỏ một thủ đoạn, một cơ hội nào để chiếm đoạt tiền từ ngân sách nhà nước, ngân sách chống dịch. Đầu tiên hết là việc nghiên cứu công trình kit test, bộ kit họ đã liên kết cùng với Việt Á và sau đó chuyển một công trình từ nhà nước sang tư nhân và được Phan Quốc Việt cho tiền, không ai từ chối nhận tiền cả. Sau đó Phan Quốc Việt gợi ý cho họ những phi vụ nhỏ nhỏ như mua tăm bông và sau đó chuyển toàn bộ lợi nhuận cho họ. Kế tiếp, lợi dụng việc chống dịch, khi Bộ Phòng yêu cầu Học viện Quân y chi viện cho Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch thì Học viện Quân y đề nghị mua kit của Việt Á theo kiểu chỉ định thầu và nâng khống lên, sau đó được Phan Quốc Việt lại quả. Tiếp tục khi đi chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh, họ cũng làm thủ đoạn tương tự, cũng chỉ định thầu, cũng nâng giá lên rồi được Phan Quốc Việt chi tiền và cũng không ai từ chối, tướng hay tá gì đó cũng không ai từ chối. Có đã cả 12 quân nhân liên quan đến vụ việc này đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận đề nghị kỷ luật và đã kỷ luật. Trong đó có những sĩ quan cấp tướng
Tuy nhiên, những sĩ quan cấp tướng dù không nhận tiền, chỉ liên đối trách nhiệm hay là nhận tiền như chúng tôi đã nêu đều không phải ra tòa, chỉ có 4 người ra tòa, mà cấp phải ra tòa chỉ là cấp tá mà thôi. Chúng ta hãy chờ xem phiên tòa sắp tới như thế nào. Nhưng mà khi những ông tướng gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, là mất lòng tin như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, không phải ra tòa, thì đúng là một việc nó không hiểu phải nói như thế nào cho nó xứng đáng, thưa các anh chị. Và chúng ta thấy rằng cuối cùng thì chính người dân là những người chịu thiệt thòi nhất, phải không? Họ quằn mình chịu đựng dịch bệnh, những tình nguyện viên, những bác sĩ điều dưỡng, những cán bộ mẫn cán của chính phủ và của các địa phương quằn mình chống dịch, thậm chí bị lây nhiễm và hy sinh chết trong dịch bệnh. Còn có những kẻ nhìn đâu cũng thấy cơ hội, đặc biệt là trong dịch Covid-19 là cơ hội kiếm tiền dễ dàng nhất cho họ. Như chúng tôi đã dẫn chứng ở Học viện Quân y, nghiên cứu đề tài cũng đớp một cục, mua tăm bông cũng đớp một cục, đi chi viện cho các địa phương như Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch Covid-19 cũng đớp một cục, đi chi viện cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng đớp một cục. Thế nhưng không ai từ chối nhận tiền cả, thế nhưng chỉ có cấp tá ra tòa mà thôi, còn cấp tướng thì không phải ra tòa. Thật là buồn cười và khó hiểu. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.